Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng ảnh hoặc là một cái nhạc chuông để tạo cái giao diện cuộc gọi tới. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn làm như thế nào để chúng ta có thể sử dụng cái video làm một cái video nhạc chuông luôn trên các thiết bị Android. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đầu tiên thì các bạn sẽ tải về cho mình cái ứng dụng là Video Caller ID. Sau khi tải về xong thì các bạn sẽ quay trở lại màn hình Home và truy cập cho mình vào ứng dụng. Ở đây thì các bạn sẽ chọn vào OK. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cái giao diện cuộc gọi tới. Sẽ có rất là nhiều cái giao diện mà các bạn có thể chọn. Mình sẽ chọn đại một cái. Sau khi đã chọn giao diện điện thoại xong thì các bạn sẽ bấm vào dấu cộng để thêm cái contact. Sau khi đã thêm contact xong thì bây giờ mình sẽ chọn vào Big Video File. Và ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình một cái video mà các bạn muốn để tạo cái ảnh đại diện cho điện thoại. Anh Lượm thì sẽ rất là thích Zero Nine cho mình, sẽ chọn một bài nào đó của Zero Nine, chọn bài Bom chẳng hạn. Sau khi đã chọn video xong thì mình sẽ vào số của anh Lượm để chúng ta có thể xem trước cái video này. Mình sẽ chọn vào More Option. Và ở đây có một cái dấu điện thoại thì các bạn sẽ chọn vào nó. Và ở đây thì ứng dụng sẽ demo cho chúng ta thấy trước. Ngoài ra thì các bạn còn có thể tích vào Rotate để chúng ta có thể xoay video. Đó, như các bạn có thể thấy thì video của mình đã được xoay ngang trở lại. Chúng ta còn có thể giảm âm lượng cho điện thoại hoặc thậm chí là tắt nó đi. Và một điểm nữa thì các bạn còn có thể thêm cả cái tag cho cái video này. Cuối cùng thì mình sẽ nhờ anh Lượm gọi cho mình một cuộc gọi để chúng ta có thể tiến hành test nó. Như các bạn có thể thấy thì hiện tại trên màn hình của mình đã xuất hiện cái video bom của Zero Nine trên số điện thoại của anh Lượm. Bây giờ mình sẽ chọn vào để trả lời. Đó. Và cảm ơn anh Lượm. Và như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn làm như thế nào để cài video làm nhạc chuông cho các thiết bị Android. Và các bạn có cái cách nào hay nữa thì hãy chia sẻ với mình ở bên dưới. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện thoại Vui TV để ủng hộ bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.